Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022, kính mời các bạn xem bản tin VinFast chiến lược liều lĩnh. Ted Turner, người sáng lập kênh CNN, từng nói rằng thương trường là chiến trận, nhưng là chiến tranh không đổ máu, mà thị trường là nơi giành dân chiếm đất. Thường những công ty mới ra trận, muốn chiếm được thị phần thì phải chấp nhận hàng bán câu khách, tức là những sản phẩm đi đầu phải bán dưới giá thành để có được lãnh thổ, tức là thị phần. Tác giả Lê Minh Nguyên có bài phân tích đăng trên tờ báo Tiếng Dân về chiến lược mới đây của xe hơi VinFast, nội dung được chia sẻ như sau. Để tồn tại, chiến lược mà những công ty mới ra trận thường sử dụng là đánh từ các góc đánh ra. Những công ty chưa có vốn lớn, không có ngân sách tiếp thị dồi dào thì phải tìm những thị trường ngách, tức là những túi thị trường nhỏ, đặc thù hay ở địa phương, và từ đó mà đánh ra trung tâm của chiến trận. Đây là hình ảnh tờ báo điện tử có bài viết nổ bom rằng 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm, rằng VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm và đi trước Honda tới 28 năm. Honda để đi tới khi làm xe hơi, họ phải đi từ những cái máy nhỏ như máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy cào tuyết vân vân, và dựa vào sở trường chế tạo máy của mình để phát triển từ gốc mà ra, thành những cành nhánh lớn và cao như xe hơi, máy bay. Samsung muốn làm chip điện tử thì phải làm sản phẩm điện tử khá lâu, rồi bước vào lĩnh vực làm chip bằng việc mua bản quyền những con chip vừa lỗi thời mà những công ty Nhật, Mỹ đã không muốn làm nữa. Có được công nghệ dù đi sau trong những thập niên 1990, nhưng Samsung đã vọt lên phía trước. Hôm 27 tháng 12, Vingroup cho biết ông Michel Lotschess, người Đức sau 5 tháng làm giám đốc toàn cầu của VinFast, được thay thế bằng bà Lê Thị Thu Thủy, người hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Quyết định thay ngựa giữa lão dòng này được xem là rất bất ngờ. Ông Lotschess là người giới thiệu các mẫu xe điện đầu tiên của VinFast như VinFast E35 và VinFast E36 tại cuộc triển lãm xe hàng năm của Mỹ tại Los Angeles Motor Show vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Tờ báo Đức Frankfurt Allgemeine Zeitung thì cho rằng ông Lotschess ban đầu bị cuốn hút bởi những cơ hội phát triển của VinFast, nhưng sau đó có thể nó không lớn hoặc còn xa vời hơn bạn tưởng tượng. Báo này cũng cho rằng kế hoạch đầy tham vọng tấn công Tesla trong số những kế hoạch khác của VinFast vẫn còn rất sơ khai. VinFast cho đến lúc này mới chỉ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa và vẫn đang thử vận may với các dòng xe nhỏ, mới nhưng chạy động cơ đốt trong, mà tất nhiên là khó có thể nổi bật về hình thức và công nghệ. Giáo sư Khương Hữu Lộc thì nhận định rằng VinFast đang có cửa sổ cơ hội vàng khi thâm nhập thị trường Mỹ, nhưng lợi thế cạnh tranh có thể nhanh chóng mất đi. Giáo sư Lộc chỉ ra thách thức lớn nhất đối với VinFast là nhận diện thương hiệu. Vì VinFast là một hãng xe mới toanh đến từ một đất nước không có danh tiếng gì về công nghệ trên thị trường quốc tế như Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc VinFast Michel Lotschess khi đó giới thiệu chiếc xe hơi VinFast tại Mỹ. Ngoài ra, hệ thống đại lý hậu mãi, sửa chữa, phụ tùng thay thế cũng sẽ là một thách thức lớn cho một hãng xe mới như VinFast. Trong khi đó, VinFast đã từng đe dọa đưa người tiêu dùng ở Việt Nam ra tòa khi họ phản nàn về phẩm chất của xe VinFast, và VinFast cho biết họ cũng sẽ làm như vậy cho người tiêu thụ ở Mỹ. Giáo sư Lộc cho rằng cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại ở Mỹ. Theo giáo sư Lộc, việc VinFast dùng người Việt ở Mỹ làm cánh cửa để bước vào thị trường Mỹ là con dao hai lưỡi. Vì đa số người Mỹ gốc Việt có đầu óc chống cộng sẽ chống đối xe VinFast đến cùng. Đó là chưa nói việc mua một chiếc VinFast cũng không giúp tăng thể diện cho họ, mà đối với người Việt, việc nở mày nở mặt là rất quan trọng. Giáo sư Lộc cũng nhận xét rằng hầu hết những công nghệ của VinFast đều phải mua lại của các nước ngoài, như động cơ thì của Đức, thiết kế thì của Ý. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất cũng như giá thành của việc xe VinFast. Và đây là rủi ro lớn về giá đối với VinFast, đặc biệt là khi mua xe động cơ cũ của Đức về lắp. Trong khi đó thì giá cả quyết định bởi thị trường chứ không phải bởi giá thành. Giáo sư Lộc cũng cho biết VinFast còn phải đối mặt với việc bị cơ quan chức năng Mỹ kiểm định chất lượng rất khắt khe khi được lái trên cung đường của Mỹ. Không như xe chạy xăng mà động cơ là bộ phận phức tạp nhất
xe điện về phần cứng thì đơn sơ hơn rất nhiều. Chính yếu của xe điện là bình điện và phần mềm thông minh, mà cả hai thứ này thì Việt Nam chưa là cao thủ của thế giới. Với tình trạng khan hiếm chip hiện nay, theo giáo sư Lộc dự đoán, VinFast sẽ gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2022. Chuyên gia người Đức gốc Việt tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, người kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, sau khi phân tích các hình ảnh và video được các kênh truyền thông đăng tải, đã chỉ ra rằng mẫu xe E36 triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thạch cao. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast E36 được giới thiệu tại triển lãm, được coi là chiếc xe thạch cao của VinFast. Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc của VinFast tại Mỹ thì khẳng định rằng chúng tôi sẽ giao xe VinFast E35 và VinFast E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Bây giờ sắp bước vào năm 2022 với tình trạng thiếu chip và chuyển vận bị trì trệ vì Covid, chưa nói tới vấn đề phải thử tới, thử lui, thì liệu VinFast có giữ được lời hứa này hay không cũng là một câu hỏi đặt ra. Cũng giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong chế độ Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo cấp cao đều xây dựng sự giàu có của họ qua các hoàng tử đỏ. Phạm Nhật Vượng là cháu của ông Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tiền của VinGroup là máu mủ của người dân Việt Nam qua việc tịch thu đất đền bù với giá rẻ mạt rồi lại bán lại với giá đất vàng. VinGroup làm nên sự nghiệp qua việc buôn bán vũ khí cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tịch thu đất và lạm dụng ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân để hỗ trợ cho những doanh nghiệp của các hoàng tử đỏ với Mỹ từ phát triển đất nước. Và khi tiền không còn là do mồ hôi nước mắt của mình làm ra thì việc phung phí và tiêu liều lĩnh là điều đương nhiên. Cho nên nếu VinGroup còn giữ được gốc lớn ở Bộ Chính trị thì còn ăn nên làm ra bằng tiền thuế của dân. Nhưng nếu một ngày nào đó phe phái đánh nhau trong đảng và phe chống lưng chống vượng thua thì VinGroup sẽ vỡ nợ. Vì vậy đó không phải là cách đầu tư lành mạnh trong một xã hội bình thường. Và lúc đó thì những chiếc xe VinFast đã bán ra chưa chắc đã có cơ hội để sửa chữa hoặc sản xuất tiếp. Đây là hình ảnh dự án Vinhome tại Gia Lâm, Hà Nội. Mang gương đi đấu xứ người là điều mà người dân Việt Nam, kể cả người viết, đều hãnh diện. Nhưng muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh với những đại cao thủ trên thế giới thì không nên nhảy vào giữa sân để đánh, vì bốn phương tám hướng đều có đối thủ. Trung Quốc và Ấn Độ đã thất bại khi đánh cách này ở Mỹ. Facebook Nguyễn Quốc Thống đã có bài viết phân tích rằng VinFast là một thương hiệu xe hơi tạp chủng. Cả hai sản phẩm Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều dùng lại cốt của BMW đã bị loại ra khỏi hệ thống sản xuất của chính hãng. Chiếc sedan Lux A2.0 là phó bản xe BMW 5 đời 2010 và xe Lux SA2.0 là phó bản của xe BMW X5 đời 2007, đem pha trộn với những phụ tùng cơ khí rời là sản phẩm đa quốc gia như Ý, Đức và Trung Quốc. Những bán thành phẩm kim khí, khung vỏ, sườn cửa, bù lông, con tán, phụ kiện nội ngoại thất của Malaysia, Thái Lan, Pháp, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Được lắp ráp phù phép trở thành xe VinFast và đánh bóng hào quang ảo xe hơi do Việt Nam sản xuất ra. Và khai sinh cho dáng vẻ bên ngoài của VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 là các công ty thiết kế Italy và Pininfarina của Ý. Hệ thống động lực và hệ thống khí chuyển động xe VinFast do Đức, Ý và Trung Quốc sản xuất. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast tự nhiên bốc cháy tối ngày 5 tháng 12 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Còn cầu chuyển động do hãng Hong Ji-hun, Vũ Hán, Trung Quốc cung cấp và hệ thống tay lái trợ lực thủy lực là sản phẩm của công ty Bosch tại Đức. Vỏ xe cũng được nhập cảng từ ba nhà phân phối chính là Continental của Đức, Michelin của Pháp và Goodyear của Hoa Kỳ, dùng cho ba cỡ vành khác nhau cũng do Trung Quốc sản xuất, đó là loại E18 và E20. Rõ ràng VinFast đã chỉ là một công ty lắp ráp theo xu hướng OEM, nhưng cứ ma mạnh tung hô thành hàng Việt Nam, sản phẩm Việt Nam để kích thích sự tự tôn ảo, tạo ra sự phấn khích, đánh lừa người tiêu dùng và trốn thuế. Mua và đặt hàng phụ tùng rời để lắp ráp tạo ra một hàng hóa thành phẩm nào đó không có gì đáng trách
hay là để phiền hà. Điều đáng kể là mức độ lương thiện cần phải có khi đưa sản phẩm ra thị trường. Lắp ráp thì phải nhận là lắp ráp, không thể chỉ là hàng lắp ráp. Cơ phận năm cha bảy mẹ mà cứ khua chiêng gióng trống là sản phẩm hoàn toàn do Việt Nam sản xuất được. Dù số lượng xe bán chỉ tới con số vài ngàn chiếc, nhưng nhiều trường hợp va chạm nhẹ cũng đủ làm xe VinFast gãy trục, bánh xe, vỡ đầu xe nhưng túi khí không bung, hay tệ hại hơn, nhiều xe đã tự nhiên bị bốc cháy, thiêu rụi xe hoàn toàn đã được ghi nhận. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai có lỗi trong vụ bé gái 8 tuổi chết vì bạo hành và ai bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Theo Công an Việt Nam, nghi can bị cho là đã gây ra cái chết của bé gái 8 tuổi khai đã mua roi mây về để đánh bé. Khi roi mây gãy, người này dùng gậy gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm để tiếp tục dạy dỗ đứa trẻ. Cháu bé chết luôn vào hôm 22 tháng 12 năm 2021. Mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội tràn ngập tin và hình ảnh cháu gái bị bạo hành đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội có bài bình luận trên đài BBC tiếng Việt như sau. Nhìn gương mặt xinh đẹp, non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng đau quặn. Là một phụ nữ, một người mẹ của hai con gái, người ba của một cháu bé 7 tuổi, tôi không dám nhìn kỹ, không nói lên lời vì quá đau xót và phẫn nộ. Đây là hình ảnh chung cư, dân chung cư đến thắp nến tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ đến chết. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vào lúc 19 giờ 30 phút vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công an phường phòng 22 quận Bình Thạnh tiếp tục tiếp nhận nguồn tin do bảo vệ một bệnh viện cung cấp. Cụ thể, bệnh viện đó tiếp nhận cấp cứu một cháu bé tên là VN 8 tuổi trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim, phổi và đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 25 phút. Sau một tiếng cấp cứu, bé vẫn ngừng tim, ngừng phổi, đồng thời phát hiện cơ thể bé có nhiều vết bầm tím bất thường. Làm việc với cơ quan điều tra, mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi khai nhận trong quá trình dạy bé VA học online có đánh bé nhiều lần. Trước đây để đánh cháu bé, Trang đặt mua roi mây trên mạng. Sau một thời gian đánh thì roi mây bị gãy nên vứt đi. Sau đó Trang lấy cây gỗ tròn đường kính khoảng 2cm, dài 90cm đánh tiếp cháu vì cháu Vân Anh tiếp tục tiếp thu chậm. Cụ thể trong ngày 22 tháng 12 năm 2021, theo lịch 7 giờ sáng bé học online đến 11 giờ. Trang vẫn cho bé học, cho bé uống hộp sữa rồi bé học online đến 11 giờ. Sau đó Trang kiểm tra bài từ 11 giờ đến 13 giờ 30, đến 14 giờ Trang đi nấu một tô phở cho cháu ăn, rồi cháu đòi uống thêm sữa thêm. Trang đưa cho cháu 3 hộp sữa thì cháu uống hết cả 3 hộp. Sau khi cháu uống hết sữa 3 hộp thì cháu đòi uống thêm nước, Trang lấy nước ổi ép và nước lọc để cháu uống. Khoảng 15 giờ cháu ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cháu học đến 16 giờ. Cháu làm sai nhiều bài, Trang khai nhận là có sử dụng cây gỗ tròn đánh nhiều lần vào mông cháu bé. Trong quá trình đánh, bé đó đã đỡ. Trang khai nhận là có dùng sức mạnh để đánh vào mông cháu bé, đánh nhiều cái, tới giờ không nhớ là đánh bao nhiêu cái, đánh trong khoảng nửa tiếng. Đây là hình ảnh mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1996, quê Gia Lai, nghi can đã gây ra cái chết của cháu gái 8 tuổi. Đến 18 giờ thì bé Vân Anh nghỉ, không học nữa. Cháu nói mệt nên đi nằm trên tivi. Nằm một lúc thấy cháu ói, Trang lau chỗ ói và điện thoại cho ba của cháu về. Anh chồng chạy về đến thang máy thì nghe tin nên anh đến và đưa bé từ giường vào trong toilet cho cháu ói làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé. Trong quá trình sơ cứu con, anh đã khai nhận là phát hiện trong mũi và miệng cháu có nhiều dị vật, có cả thịt bò và phở. Anh đã dùng miệng hút ra sơ cứu tránh cho con bị ngạt. Sơ cứu một lúc con càng ngày càng yếu đi nên gọi cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn. Đến 19 giờ 30 thì bé tử vong. Đó là những thông tin mô tả sự việc đăng trên tờ báo Thanh Niên. Nhưng trước đó những chuyện như vậy xảy ra không hề hiếm. Vào tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Bình Dương bóp cổ, đánh đập, nhấc bổng người mà bé trai lên rồi đánh tới tấp vào mặt, vào đầu bé, mặc cho bé khóc thét. Theo công an, mẹ kế của bé trai 5 tuổi bóp cổ, đánh đập cháu trong video clip. Vào ngày 6 tháng 8,
năm 2018 trước đó thì chị Phan Thị Hát Tuyên Quang tố cáo chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man con trai chị là cháu Nguyễn Đăng Ca, 12 tuổi, suốt nhiều năm. Vào tháng 11 năm 2017 thì cô giáo phát hiện vết bỏng trên tay của bé gái tên là T, 7 tuổi, ở Châu Thành, Kiên Giang. Công an tỉnh đã mời cha đến để làm việc vì nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành. Và thử gõ từ khóa bạo hành trẻ em vào Google bằng tiếng Việt, bạn sẽ tìm được 27 triệu kết quả trong vòng có 0,46 giây. Đây là hình ảnh vô số vụ bạo hành trẻ em liên tục xảy ra ở Việt Nam với kết quả dễ dàng tìm thấy trên Google. Giới chức Việt Nam từ Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đã từng xác nhận có hơn 2.000 vụ trẻ em Việt Nam bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng. Về lý thuyết mà nói, Việt Nam thuộc văn hóa đạo khổng, nơi bố mẹ và con cái là cái lẽ sống của mình. Vừa quá chiều, vừa hành hạ có phải cùng một logic hay không cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Một mặt chúng ta thấy thông tin khắp nơi về vấn nạn bố mẹ quá chiều chuộng con cái làm chúng mất khả năng sống tự lập, mặt khác cũng có vụ cha mẹ bạo hành con cái ở Việt Nam cũng rất phổ biến, với những hình phạt mà ngay cả kẻ thù độc ác nhất ta cũng không dám nghĩ tới. Theo thống kê chưa đầy đủ của tổ chức UNICEF vào năm 2016, Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về mức độ bạo hành trẻ em, với 68% trẻ em từ 2 đến 14 tuổi được khảo sát trả lời là đã từng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, vượt xa cả các quốc gia từng bị tố cáo về bạo lực trẻ em như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Ấn Độ. Và chỉ bày tỏ thái độ phẫn nộ khi mỗi khi một khi vụ việc trên được xuất hiện thì thật là vô nghĩa. Nếu chúng ta không tìm ra giải pháp dài hạn để giảm nhẹ tình trạng này, thì hậu quả sẽ còn tiếp tục. Và để giải đáp, thì cần phải tìm ra nguyên nhân. Mà theo tôi, tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra và xảy ra thường xuyên có một số lý do như sau. Nguyên nhân đầu tiên là xã hội không coi đứa trẻ là một con người mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ và gia đình. Đây là hình ảnh bố bé trai ở Hà Giang cõng gạch với thủ lao 18.000 đồng mỗi ngày đã gây nhiều bức xúc trên cộng đồng mạng. Vì thế, khi gia đình còn êm đẹp thì đứa con được coi là tài sản quý báu nhất, tùy quyền, nâng niu, bao bọc, mà trên thực tế cũng có thể coi đó là một dạng bạo hành tinh thần khi tước bỏ quyền tự lập của đứa trẻ. Đến khi gia đình tan vỡ hay không may bố mẹ có xu hướng bạo hành thì đứa trẻ hoàn toàn bất lực, không biết trông cậy vào ai. Nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng này là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình. Trong khi ở đâu cũng vậy, không phải ai cũng biết, sinh con cũng biết làm bố làm mẹ cho tử tế. Nguyên nhân thứ ba có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là quốc gia đang thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước thì có luật trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là vào năm 2016, nhưng tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Sau khi bé gái tử vong vừa rồi, có nguồn tin cho biết hàng xóm từng báo với ban quản lý chung cư và có ý trách ban quản lý không có hành động gì. Rồi ban quản lý phản hồi lại là chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào. Thực tế là có rất nhiều nơi công an rất thờ ơ, cho việc bố mẹ đánh con là giáo dục bình thường. Thậm chí công an, thầy cô giáo có chứng kiến trẻ bị bạo hành cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện vài câu rồi vẫn để trẻ em dẫn về nhà vì không biết đưa đứa trẻ đi đâu cả. Đây là hình ảnh vào hôm 23 tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 tháng tù về hành vi dâm ô một bé gái trong thang máy. Việt Nam hiện cũng có rất ít trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và chủ yếu dành cho các trẻ mồ côi, chưa từng nghe đến việc nhận nuôi trẻ em còn bố mẹ, thủ tục xác minh cũng khá rắc rối. Chưa từng thấy ở Việt Nam có quy định là tách trẻ em khỏi người nuôi dưỡng bạo lực, tức là dù xét xử thế nào, nạn nhân vẫn phải quay về với đao phủ và khi ấy nguy cơ trẻ em bị bạo hành còn cao hơn. Nguyên nhân cuối cùng, không kém phần quan trọng là không có chế tài bảo vệ và buộc bố mẹ sau ly hôn phải chăm sóc con cái. Như trong câu chuyện bé gái đã tử vong vừa qua, mẹ cháu bị người bố ngăn cản
nên cả năm chưa được đến gặp con. Vì vậy, khi bé bị hành hạ, không biết kêu ai. Chỉ cần lên mạng ta sẽ thấy vô số câu chuyện về việc bố mẹ mà đa phần là bố không thăm nom gì con sau ly hôn, thậm chí không gửi tiền cấp dưỡng, dù số tiền ấy theo quy định của luật pháp Việt Nam là vô cùng ít ỏi. Đấy chính là lý do mà dù Việt Nam có 15 cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, nhưng tác dụng gần như bằng không. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh đã nêu ra quan điểm của mình như vậy.